Hôm qua ấy, là các bạn ấy xuống làm. Hôm qua các bạn ấy xây cũng rất là muộn đấy mọi người. Xây cũng muộn. Là lý do là bạn su xà là bạn đi chặt hai cái tre mà không biết là bạn chặt mãi đâu. Mà mất đến tận lửa ngày mới về đến đây mọi người. Còn đây là công trình của bạn ấy. Ngày hôm qua là hai người là ba người xây, cả bạn Miêu Tồn nữa cũng xuống dưới lại xây. Hôm nay là Miêu Tồn ở nhà đi dãy cỏ. Còn một hàng rưỡi nữa thôi mọi người là ngôi nhà này của bạn sẽ hoàn thành. Lý do lo lất đợt vừa rồi ấy, là mình chưa làm được ngay, cũng muốn làm cho bạn ấy, nhưng mà là do cái thời tiết nó mưa nên là mình chưa làm được. Hôm nay là thời tiết là hai ngày hôm nay là có nắng rồi, bắt đầu là mưa rất là ít nên là mình bảo các bạn ấy sẽ làm luôn. Mà thời tiết nếu có mưa mà nhà bạn đổ thì cũng phải chờ đợi khi mà nó tạnh mưa thì các bạn mới làm được. Còn ở mặt nhà bên này là bạn ấy sẽ chét đất vào. Chét đất vào để cho nó kín thôi. Tại vì là khi mà đã các bạn ấy đã xây thụt vào nhà rồi thì cái nước nó sẽ chảy ra ngoài, chân tường nó sẽ không bị ẩm nữa. Nó thì cái bức tường của bạn ấy sẽ không bị sụt. Không bị sụt, tường của bạn sẽ không bị lất đâu mọi người. Các bạn ấy chống tre như này là cũng rất là ok rồi, chống tre để cho nó đỡ bị sập cái đằng sau xuống. Bây giờ đằng sau nhà bạn bây giờ lại có mô đất rất là cao đấy mọi người. Còn bây giờ mình sẽ đi vào trong nhà. Ở trong nhà thì cũng rất là tối. Những cái mạch vữa này thì mình sẽ bảo bạn su xà là sẽ chát cho nó phẳng ra để bạn ấy nằm ở đây nó nhìn nó đẹp. Ngày xưa là các bạn ấy mình cũng đã nói rồi, nhưng các bạn chỉ làm được một bên, xong là mình không có đây là các bạn ấy không làm. Người dân ở đây ai cũng vậy thôi mọi người. Ở ngoài thì nhìn rất là đẹp nhưng mà trong nhà là cái mạch vữa họ không có chát đâu. Còn ở dưới này các bạn ấy, nếu bạn su xà mà dỡ gạch ra, lấy gạch này thì bạn ấy chắc là sẽ đóng cọc tre đấy mọi người, đóng cọc tre để làm giường. Chỗ này còn 1, 2, 3, 4, 5, 6 viên nữa. Mình bảo bạn ấy bỏ ra xây lốt, để đỡ phải ra cái bê. Trong nhà thì nó vẫn còn là rất là lụm thuộm, tại vì là bạn đang xây nhà. Còn ở ngoài này là toàn bộ ngô là của bạn nên rất là đẹp mọi người, hôm nay nhìn nó khác hẳn rồi, chỉ qua có hai ngày thôi. Vườn ngô đằng kia cũng rất là đẹp rồi. Ở dưới thì bạn lại trồng đỗ. Còn phần mía đằng này, mía đằng này thì hôm nay mình cũng đã thanh toán cho các bạn rồi, mình mua lại số mía này. Mua chỗ này là 280 cây. 280 cây thì là sẽ 100 quan một cây, tại vì hiện tại thì nó nhỏ như này. Còn để vài hôm nữa bạn ấy sẽ đào rãnh xong thì mình sẽ đi chặt mía và sẽ trồng ở đây. Chỗ này là hết 28.000 tiền mía mọi người. 28.000 quan. Là riêng chỉ có 3 luống thôi mọi người. 3 luống này là mình mua hết 28.000 để cho bạn su xà, tại vì là cái phần này là trước là các bạn đi trước ấy, là các bạn ấy đã trồng ở đây và mình cũng đã trả tiền các bạn ấy mua lại, và để cho bạn su xà là bạn sẽ lấy cái mía này để trồng luôn, không phải bán đi ra ngoài nữa. Còn phần mía bên này cũng vậy, là bạn sẽ cũng chặt ra để trồng. Năm nay thì sang năm các bạn sẽ có số lượng mía cũng tương đối, là các bạn sẽ bán là có một số tiền. Còn ngô thì lên rất là đẹp rồi mọi người. Có mưa xuống cây ngô phát triển rất là tốt. Đây là vườn, giờ hiện tại là những cây ngô này là toàn bộ vườn của su sa. Bây giờ mình sẽ ra cái vườn lạc của bạn ấy.
Bây giờ là bạn đang bận đi bê gạch đi mọi người. Bê gạch còn đổ không biết làm sao chết đấy mọi người này. Mình không biết làm sao do thời tiết mưa rồi. Mưa này toàn bộ những cái lá này nó bị hỏng. Bên này cũng vậy. Ẩm quá không được. Mưa to quá cây đỗ nó cũng chết. Nó xấu nó không lên được. Cây lên nó cũng kém. Đợt này là của bạn ấy là bạn trồng đây. Là mình chưa thấy có hiện tượng là bị chuột nó đào gốc. Còn bên này ngô là bạn ấy thu hoạch xong hết rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi cây thôi. Cây này bạn su xà sẽ chặt đi và để cuốc lên. Chờ sang tháng 3 thì bạn sẽ trồng hết cà chua chỗ này, cà chua về mùa mưa, tại mưa có 2 tháng cà chua, 2 tháng 2 tháng rưỡi được thu hoạch thì bạn ấy sẽ tính được cái thời tiết mà khi nó mưa là bắt đầu có quả. Cà chua cần thời tiết khô. Còn dàn su su kia thì mình sẽ để quả lại để làm giống đấy mọi người, làm giống cho năm tới, làm giống để sau này trồng trồng để bán quả đấy mọi người. Ngọn này ngọn su su này ăn cũng rất là ngon. Ở đây người dân quanh trong xóm của mình đang giúp đỡ này, là các bạn ấy cũng đã biết ăn ngọn su su đấy mọi người, chứ không riêng người Việt mình đâu. Người ta cũng rất là thích ăn ngọn su su, cứ ra cái là người dân hái về ăn. Còn phần trên này là đỗ đấy mọi người. Đỗ thì sắp sửa có hoa rồi. Chỉ 2 ngày là nhìn nó đã khác rồi mọi người. Nhìn nó cây cao. Bắt đầu là đang nhú hoa rồi. Năm đầu tiên nhưng mà bạn su xà đã cũng sắp có thu hoạch. Còn hôm nay hôm qua thì bạn cũng đã thu hoạch một ít ngô, là tí mình sẽ cầm về nhà cho gia đình bạn ấy. Hôm qua ấy, là các bạn ấy xuống làm. Hôm qua các bạn ấy xây cũng rất là muộn đấy mọi người. Xây cũng muộn. Là lý do là bạn su xà là bạn đi chặt 2 cây tre mà không biết là bạn chặt mãi đâu. Mà mất đến tận nửa ngày mới về đến đây mọi người. Còn đây là công trình của bạn ấy. Ngày hôm qua là 2 người là 3 người xây, cả bạn Miêu Tồn nữa cũng xuống dưới lại xây. Hôm nay là Miêu Tồn ở nhà đi dãy cỏ. Còn 1 tháng rưỡi nữa thôi mọi người là ngôi nhà này của bạn sẽ hoàn thành. Lý do lo lất đợt vừa rồi ấy, là mình chưa làm được ngay, cũng muốn làm cho bạn ấy, nhưng mà là do cái thời tiết nó mưa nên là mình chưa làm được. Hôm nay là thời tiết là 2 ngày hôm nay là có nắng rồi, bắt đầu là mưa rất là ít nên là mình bảo các bạn ấy sẽ làm luôn. Mà thời tiết nếu có mưa mà nhà bạn đổ thì cũng phải chờ đợi khi mà nó tạnh mưa thì các bạn mới làm được. Đây là cây tre ngày hôm qua bạn đi chặt, là bạn đi chặt 2 cây mọi người. 2 cây nó mới lâu vậy, vác nó chắc là ở đây rất là xa, chặt rất là xa, chặt mãi trên đỉnh đồi trên kia. Còn cái bụi ở gần đây thì là không có đâu mọi người, bụi gần đây là người dân ta chặt hết rồi nên là bạn phải đi xa nên là mất rất là nhiều thời gian như vậy. Chỗ này là 2 nửa cây là chập vào thành 1 cây rồi. Còn giếng này của bạn là không sử dụng được đâu mọi người. Nếu mà giếng này mà sử dụng được thì phải đổ đào sâu nữa xuống và đổ cái cuốn xung quanh ấy từ dưới đổ lên ấy mọi người.
Về nếu mà muốn làm giếng, cái giếng này muốn sử dụng được thì phải để mùa khô thì mới làm được. Bây giờ mưa các bạn ấy không múc được nước hết, cứ múc loại chảy ra. Ngày mai là bạn lại có ngôi nhà để ở rồi. Mấy hôm bạn ấy nó lất to như vậy, cỡ bạn ấy ngủ mình cũng thấp thỏm sợ nó sập, cuối cùng thì nó cũng sập ra chứ nó lại không sập vào trong. Tại vì là cái thanh rằng này thường là nó sẽ có một cái thanh sắt này đấy mọi người. Thanh sắt này nó cắm vào đây. Nó sẽ cắm vào chỗ này. Nó sẽ cắm vào đây nên là nó đã rằng lại được cái bờ tường đằng sau, nó chỉ đổ một ít thôi. Bạn đang đặt lắn nót từng viên gạch một, tại vì càng lên cao đấy mọi người. Khi mà nó quá đầu mình rồi là mình đặt gạch là thường là nó sẽ một là nghiêng ra, hai nó sẽ bị đổ vào, nên là bạn ấy thận trọng với từng viên một. Nó nót như vậy thì cái ngôi nhà của bạn nó sẽ phẳng. Gạch đất thì nó sẽ có viên to viên nhỏ, nó méo mó chứ nó không được phẳng. Nên là bạn nó xây ra phải cẩn thận, không cẩn thận là nó sẽ cái bức tường nó sẽ rất là xấu. Tình hình này là tối nay là bạn ấy sẽ có nhà ở rồi. Còn là hôm nay mọi người cho mình được kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh. Còn là bạn Su Sa thì vận chuyển thì gần đủ gạch rồi mọi người. Còn Su Sa bây giờ bye bye mọi người. Bạn biết bạn quay không? Muito trabalho. Sim, Tony Phan. Đây là chỗ ngô mà mình phải cầm lên cho gia đình bạn ở trên phố để bạn ấy cho con bạn ấy. Ok, Eleva, xô sinh. Hiện tại thì mình đã đến nhà bạn Susa. Bây giờ mình sẽ cầm đồ cho bạn ấy. Hôm nay thời tiết rất là nắng đấy mọi người. Ô, xe xa. Nó tên gì anh? Xin bảo tạ bông đia. À bảo tạ đi. À kì kể muốn nê xô xa nữa ta. Selma, por favor. Agora. Papai teu da minho. À dù quạt đá. Xin bảo tạ đi. Você fazer o quê? Tu é Valência. Ok. Esse pai teu falar telefone até trazer aqui menu, hein? Ok, eu vou ele embora. Tá onde, Hã? Ele tá onde? Está trabalhando, hein? Ele trabalha. Oi, Chansa. Sim, sim. Xin chào, viu outro dia. Ok. Còn bây giờ mình sẽ về mọi người. Còn đồ thì mình gửi cho con bạn rồi. Còn mọi người cho mình được kết thúc video tại đây. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh. Bye bye mọi người.